Mua biệt thự biển An Bàng với chính sách vô cùng hấp dẫn theo công thức 10-3-3. 10. Khách hàng chỉ cần thanh toán 10% sở hữu ngay biệt thự mặt biển. 3 năm, hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc, miễn phí phạt trả nợ trước hạn cho 80% giá trị biệt thự. 3 năm cam kết doanh thu tối thiểu 8% một năm. Để chúng ta có thể có cái nhìn rõ nét hơn về dòng tiền của dự án Grand Mercure Hội An thì tôi xin phép sẽ lấy một ví dụ về một căn biệt thự tại đây để chúng ta cùng nhau phân tích dòng tiền đầu tư của chủ sở hữu. Giả dụ tháng 12 năm 2021, quý khách hàng chọn lựa được một căn biệt thự tại Grand Mercure Hội An với giá trị là 26 tỷ. Khách hàng sẽ xuống 10% vốn tự có, tương đương là 2,6 tỷ và ký hợp đồng mua bán. Trong vòng 30 ngày, ngân hàng và khách hàng sẽ làm việc để ngân hàng giải ngân 80% giá trị biệt thự với chính sách được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất là trong vòng 3 năm, tức là từ tháng 1 năm 2022 cho đến tháng 1 năm 2025. Đến tháng 6 năm 2023 là thời điểm khách hàng sẽ được nhận nhà và đây cũng là thời điểm khách hàng bắt đầu được nhận cam kết chia sẻ doanh thu 50-50 nhưng không thấp hơn 8% trong vòng 3 năm đầu tiên, tức là từ tháng 6 năm 2023 cho đến tháng 6 năm 2026. Tuy nhiên, tại thời điểm nhận nhà tháng 6 năm 2023, chủ đầu tư hỗ trợ khách hàng sẽ được nhận cam kết doanh thu của năm đầu tiên, tức là từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, tiền cam kết lợi nhuận doanh thu không thấp hơn 8% một năm của năm đầu tiên sẽ được chủ đầu tư quy đổi tương đương là 5% giá trị biệt thự, tương đương là 1,3 tỷ. Và đây vẫn là nằm trong thời gian khách hàng được hỗ trợ lãi suất. Và từ tháng 6 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, tức là 6 tháng, khách hàng vẫn còn được nhận thêm một kỳ cam kết chia sẻ doanh thu 8% một năm. Ở đây chúng ta một kỳ tức là 6 tháng đấy ạ, thì 8% sẽ chia đôi nhân với 100% giá trị biệt thự trước thuế trừ đi 10% thuế thu nhập cá nhân, tương đương với số tiền mà khách hàng được nhận là 851 triệu. Và đây chúng ta cũng vẫn đang, khách hàng của chúng ta vẫn đang nằm trong thời gian được hỗ trợ lãi suất 0% đấy ạ. Và đến tháng 1 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026, tức là 18 tháng, tương đương với 3 kỳ nhận cam kết lợi nhuận của khách hàng. Chúng ta sẽ tính theo công thức là 8% nhân 1,5 kỳ nhân với 100% giá trị biệt thự trừ đi thuế thu nhập cá nhân 10%, và số tiền khách hàng được nhận trong giai đoạn này là 2 tỷ 552 triệu. Và sau tháng 6 năm 2026 thì khách hàng vẫn tiếp tục được chia sẻ cam kết doanh thu là 50-50. Chúng ta có thể tính rằng là khách hàng mua biệt thự tại tháng 12 năm 2021 cho đến tháng 6 năm 2026, tức là hết thời gian cam kết lợi nhuận tối thiểu 8% một năm trong 3 năm đầu tiên, thì chúng ta có thể thấy rằng số tiền mà khách hàng nhận được về trong khoảng thời gian 4 năm rưỡi này tương đương là 4 tỷ 703 triệu. Có nghĩa là gần gấp 2 lần so với số vốn ban đầu khách hàng bỏ ra là 2 tỷ 6 đấy ạ. Khách hàng bỏ ra 2 tỷ 6 nhưng được thu về là 4 tỷ 703 triệu. Chúng ta có thể thấy là con số này gần gấp đôi số vốn ban đầu mà khách hàng bỏ ra khi đầu tư một căn biệt thự tại Grand Mercure Hội An có trị giá là 26 tỷ. Nhưng khách hàng chỉ bỏ phải vốn tự có là 10%, tức là 2,6 tỷ thôi ạ.